vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình huyện Ngân Sơn phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của địa phương, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Qua đó không những làm cho bộ mặt trung tâm huyện ngày càng khởi sắc mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Huyện Ngân Sơn đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu đưa xã Vân Tùng thành thị trấn vào năm 2022. Đến nay, xã Vân Tùng có bước tiến vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, tổng thu ngân sách trung bình hàng năm đạt trên 650 triệu đồng. Năm 2021, 75% thôn, khu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 100% số hộ có phương tiện nghe, nhìn, 100% nhà văn hóa thôn được xây mới, xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Từ trên cao nhìn xuống, Vân Tùng đã mang dáng dấp của một đô thị với những nhà xây nằm san sát. Xã Vân Tùng thì cũng đã được công nhận là đô thị loại 5 từ năm 2013. Và từ đó đến nay thì sau gần 10 năm thì Vân Tùng cũng đã có nhiều thay đổi. Về cơ sở vật chất hạ tầng thì cũng được đầu tư nhiều hơn, đời sống của nhân dân thì cũng đã có những chuyển biến. Tuy vậy thì cũng còn những cái khó khăn nhất định và trên cái thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện cũng như đảng bộ xã, sự quyết tâm để phấn đấu đưa Vân Tùng trở thành thị trấn vào năm 2022 thì cùng với các cái cơ sở pháp lý cũng như là các cái điều kiện thì cỡ Vân Tùng thì cũng cơ bản cũng đã đáp ứng các cái tiêu chuẩn điều kiện để lên thị trấn, thì cũng rất mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt hơn nữa là sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn xã để sớm phấn đấu đưa Vân Tùng trở thành thị trấn vào năm 2022 và sẽ là một thị trấn miền núi, tiếp tục thu hút được nhiều cái nguồn lực đầu tư hơn nữa, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Xác định đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những điều kiện phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa xã Vân Tùng trở thành thị trấn vào năm 2022. Thời gian qua, huyện Ngân Sơn đã huy động mọi nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã. Đến nay, hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như mở rộng đô thị. Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, bưu chính, viễn thông được đầu tư hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, xã bố trí điểm thu gom rác để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, đem lại diện mạo mới cho trung tâm xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Vân Tùng là gần 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 31 triệu đồng một người một năm. Diện mạo của xã hiện nay so với trước kia thì bây giờ thay đổi rất là nhiều. Vì cái xã nhà đều được xây dựng khang trang, có sân vui chơi, thể thao, rộng, đường, làng rất là đẹp. Thay đổi nhiều hơn trước kia, đường đi lại rất dễ, thuận lợi. Người dân chúng tôi thì thấy từ xưa đến nay thì về cái thay đổi đời sống cũng như là tinh thần càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đi lên. Cô rất là phấn khởi với cái tuổi của cô bây giờ ấy, thì hàng ngày cô được tham gia các phong trào thể dục thể thao, xong là tham gia dưỡng sinh. Về cái sức khỏe thì càng ngày càng được nâng lên, thì cô cảm thấy rất là vui và phấn khởi, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm. Và chúng tôi, người dân chúng tôi cũng rất là mong muốn xã Vân Tùng được lên thị trấn nhanh hơn để mà phát triển về các mặt kinh tế được thuận lợi nhiều hơn. Để Vân Tùng có thể trở thành thị trấn vào cuối năm nay, cần sớm hoàn thiện công tác quy hoạch, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng đô thị. Điều quan trọng nhất đó chính là nâng cao thu nhập cho người dân, tăng tỷ lệ lao động hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Do vậy, huyện Ngân Sơn rất cần sự quan tâm đầu tư của nhà nước, của tỉnh để sớm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cũng như nâng cao đời sống cho người dân tại khu vực trung tâm huyện lỵ. Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thôn Bản Đăm, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn luôn đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa,
giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, cần cù, năng động trong lao động sản xuất. Thôn Bản Đăm hiện có 50 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Giao và Kinh cùng sinh sống. Thu nhập của bà con chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi. Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền thôn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động, huy động sự tham gia tích cực của người dân. Thời gian qua, Bản Đăm xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là nội dung quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa. Với hơn 20 hecta diện tích đất nông nghiệp, hàng năm bà con thôn Bản Đăm thực hiện tăng vụ trồng rau màu, trồng cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đó, người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế bằng những việc làm cụ thể như cho mượn cây, con giống, giúp đỡ ngày công lao động trong khâu làm đất, gieo cấy, cùng nhau thu hoạch cây trồng, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong sản xuất. Qua đó, mỗi người dân càng có ý thức trong phát triển kinh tế. Trong nhiều năm qua, dân cư thôn Bản Đăm thì nhân dân thì tích cực thi đua lao động sản xuất, thì nhân dân cũng khu dân cư cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thì đặc biệt trong năm 2021 thì khu dân cư thôn Bản Đăm đã đạt khu dân cư văn hóa. Thì trong năm thì có thôn Bản Đăm có 49 hộ đăng ký, thì cuối năm mình xét là đạt 4 năm trên 49 hộ đạt gia đình văn hóa. Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với nguồn vốn của nhà nước, bà con đã chung sức hiến đất, góp công thực hiện bê tông hóa con đường nội thôn và xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang. Cùng nhau đoàn kết xây dựng và thực hiện quy ước, hưởng ước, xây dựng cảnh quan môi trường, tổ chức thu gom rác thải, xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Trong thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người dân đều có ý thức thực hiện nghiêm túc theo quy ước, hưởng ước. Nhiều phong tục tập quán và đức tính tốt đẹp được phát huy. Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Từ đó góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt, từ thực hiện các nội dung xây dựng gia đình văn hóa đã giúp bà con biết tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để nuôi con cái ăn học, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ở chỗ thôn Bản Đăm thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm 2021, thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thì ngay từ đầu năm thì cả thôn cũng đã tổ chức các hoạt động cũng như là thực hiện các nhiệm vụ đối với lại công tác toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, cụ thể là thực hiện đăng ký việc thực hiện hộ gia đình văn hóa cũng như là thôn văn hóa trong năm 2021, cơ bản là các hộ dân đăng ký xây dựng cái gia đình văn hóa là 100%. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cả thôn cùng nhau cũng phấn đấu và cố gắng để thực hiện cái đời sống văn hóa ở khu dân cư, và đặc biệt là cái công tác phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm vừa qua, thì lĩnh vực kinh tế thì bà con ngày càng được nâng cao cái đời sống của gia đình cũng như là của xã Đức Vân nói chung, và kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như là các hộ gia đình văn hóa, thì qua đánh giá thì thôn Bản Đăm cũng các hộ gia đình văn hóa cũng trên 90%, và còn thôn thì đạt cái danh hiệu thôn dân cư ở khu dân cư văn hóa. Nhiều năm giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, kết quả có được là từ sự nỗ lực của chi ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn, cũng như sự đoàn kết đồng lòng phấn đấu của từng hộ gia đình. Người dân Bản Đăm đều nhận thức được rằng xây dựng thôn văn hóa bền vững sẽ làm cho kinh tế phát triển, thôn xóm đoàn kết, yên vui. Năm 2022, cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, nhân dân thôn Bản Đăm sẽ thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục phấn đấu, duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Trang truyền hình của huyện Ngân Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.